Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Ngàn, ngụ tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, gửi đơn đến chương trình hộp thư truyền hình thắc mắc vì sao hồ sơ để được công nhận là thương binh ông nộp đã lâu, đến nay chưa có kết quả. Ông Nguyễn Văn Ngàn trình bày, ông sinh năm 1952 tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1969, ông gia nhập quân đội thuộc đơn vị Đại đội 7, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 3 năm 1973, trong khi đang làm nhiệm vụ cắm cờ giữ đất, ông Ngàn bị thương ở chân trái. Ông được đưa ra điều trị tại quân y Củ Chi. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông đã phải cắt bỏ 1/3 chân trái. Năm 1975, đất nước giải phóng, ông Ngàn xuất ngũ về với gia đình. Sau đó vài năm, ông Ngàn cùng với gia đình đến ở ổn định tại khu vực ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Ông Ngàn cho biết từ năm 2009, ông đã gửi các hồ sơ liên quan đến các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận ông là thương binh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, theo ông Ngàn, năm 2010, ông được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, theo quyết định số 290 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi đi theo kháng chiến chống Mỹ cứu nước vậy đó. Nhưng mà đến khi giải phóng xong rồi thì có nhiều cái trường hợp người ta được giải quyết, như đồng đội tôi, người ta cũng được hết. Còn tôi thì bỏ xứ ra đi về cái quê hương này từ năm 82. Sau khi mà trên đơn vị tìm để mà làm cái thủ tục thương binh thì lúc đó tôi đã không có nhà. Sau này đến 2010 tôi mới về trên đó tôi tìm lại đơn vị để xin mấy cái xác nhận. Cái nguyện vọng tôi cũng muốn được ra nhà nước giám định, hội đồng y khoa thì cũng được cấp cái chế độ thương binh như người ta vậy thôi. Thật ra trong chiến tranh thì cũng ai muốn về để đòi công của nhà nước, nhưng mà giờ nhà nước cũng đã có phát triển rồi, cũng có cái chính sách này cũng được hưởng. Phóng viên chương trình đã chuyển hồ sơ của ông Nguyễn Văn Ngàn đến Sở Lao động Thương binh Xã hội. Hiện sở đang tiến hành trích lục hồ sơ. Khi có kết quả, sở sẽ thông tin đến ông Ngàn và chương trình hộp thư truyền hình.